Trong người đây là căn hộ ở Pararoma, Nha Trang. Đây thì căn hộ này không có bồn tắm nha mọi người. Nó là một dạng condotel, ở đây là một dạng condotel. Có cả bếp này, bếp từ này, bình nóng lạnh này, bồn rửa này, bát đũa. Rồi có thể nấu ăn ở đây, có cả ly uống rượu nhá. View chính biển luôn nhé mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy xa xa kia là Vinpearl, nghĩa là mọi người có nhìn thấy không? Phía dưới đây là con đường Trần Phú ở Nha Trang này. Dưới đây nữa là phố đi bộ, chợ đêm. Gọi đây là cái gì luôn ấy, để ngồi ngắm cảnh biển này mọi người. Cái ban công ở ngoài này khá là rộng nhé, nếu mà đi đông người có thể ngồi xếp đồ ở đây ra ngoài ngồi ngắm đường ngắm phố uống bia uống rượu đấy cũng hợp lý ấy. Em vừa mới đặt chân xuống đây xong. Ngày mai đi đảo rồi chơi, ở đây đi 4 đảo. Đảo ấy có cái trò gì? Cái này là cái giờ em hai nghe mới đổi tên nữa đúng không? Em đang ở trong này mà. Đoàn ủa đoàn gì mà đông dữ dội này, ôi trời cùng ôi mẹ ơi đông như kiến. À chỗ này đầy quán vỉa hè này, mình thích ăn kiểu đấy. Này nếu đi bộ lên chỗ sân bay mới có chỗ ngồi ăn chứ cái nhà hàng nào mà dưới nổi hết rồi. Đây là Hoàng Tâm, đây là cái cầu cảng của họ đấy.
Mệt quá, ngồi không nữa mệt. Tại đây đi mấy hòn nên đi hòn tầm thôi mọi người, đỡ mệt của trẻ con nữa. Mà chỉ ở đây thôi. Thế đi tour 4 đảo, 5 đảo, 3 đảo kia di chuyển liên tục trong một thời gian ngắn rất là mệt. Đấy là liên bang kiểm soát nhà hàng. Mình phải giữ lại cái ví này giúp em để mình đưa cho. Này, mình ơi, di chuyển nhé. Ok em ơi. Sao ở đây không cho tắm biển nhỉ? Tắm biển hình như phải mua vé nào ạ. Mới đi kiểu gì ấy. Ôi xem à, đây là biển. Đẹp chưa? Ủa, trong chân mình có đang thịt xí nhỉ? Ở đây có cái thác nước khá là đẹp, bể độ sâu 0.8, nó đẹp vậy. Những cái dịch vụ trên này đã bao gồm hết ở trong vé rồi mọi người, 550.000 thì thấy khá là hợp lý. Tắm chơi các thứ xong rồi đi ăn trưa mọi người. Nhà hàng là Xem Việt. Cá này. Ăn buffet. Cho anh một bún chảo cá. Thank you.